Minh Nguyễn Miệt Vườn xin chào bà con, chào những nhà vườn thân thương. Hôm nay cùng mời bà con cùng mình đi làm cỏ nha bà con. Máy chém cỏ đây, máy chém cỏ nha bà con. Đây mình làm, mình tạo cái đất hữu cơ nè. À, bà con thấy không, lớp cỏ mênh mông luôn, mênh mông sông nước. Ôi nãy giờ mệt quá, mời bà con uống với mình Nguyễn cái vườn nha, vườn máy lai đếp bầu nha bà con. Ây chà, quá trời mệt, tối ngày lay quay với ba cái vườn mệt quá bà con ơi. Đổ bà con sao cái vườn có cỏ nhiều không đây, giờ mặn mệt quá, giờ mình uống trái dừa, mời bà con uống trái dừa với mình nha. Rồi đầu mình đi vô vấn đề, mình chia sẻ cho bà con cái cách tạo hữu cơ nè bà con. Cỏ nè, đi à. Rồi mời bà con uống dừa của Minh Nguyễn nha. Đây dừa nhà, nhà vườn của mình nè bà con. Nói chung từ thành phố đến nông thôn thì ai cũng biết cái trái dừa đó bà con thấy không, nó vườn dừa của Minh Nguyễn đây. Rồi trước mời bà con uống giải khát cho Minh Nguyễn một trái dừa nha, nước mát quê hương nha bà con. Rồi mình đầu mình đi chém cỏ, hôm nay mình tới cho bà con thấy luôn. Uống hết bà con ơi, để đó nói tiếp, lắc uống tiếp để hơi nói hơi cho nó lắc khô cái họng, nói là uống nữa bà con ơi. Đây như bà con thấy nè, cái bà con thấy không nè, bây giờ mình chép cỏ nè bà con thấy nè đó, cái đây là cái dừa lớn, và cái dừa nhà lớn nó chào bà con. Hôm nay ra vườn cùng Minh Nguyễn nha bà con. Ý chà, mưa giờ nãy giờ chém cỏ nè, mới nhớ tới ngoài bồn bồn, nhớ tới bà con quá, nhớ tới cả nhà quá đi. Bây giờ mình mới lấy cái máy camera ra quay, nãy giờ chém cỏ rồi nha bà con. Nè, chém một đống cỏ luôn, cỏ một lớp hữu cơ nè. Đó bà con thấy không, đó là một đống hữu cơ, mình tạo hữu cơ rồi bà con thấy không. Đó, chém cỏ nãy giờ nói chung cũng nhớ những cái bà con cũng đam mê trồng dừa đó, mình cũng quên, mình kệ nhà nông mà, mình có sao mình chia sẻ vậy đó. Đây đây là cái mé dừa này đang cho thu hoạch nè, nè cái đám dừa là liên canh với bên kia nè bà con ha. À, bà con thấy không, ì chà nắng cháy quá bà con. Rồi còn cái dừa này 19 tháng, dừa của chú 10 nè đó, giờ đang chuẩn bị dọn dẹp tạo hữu cơ cho đất nè bà con. Nè bà con thấy không, nè bà con thấy không, nè nè đó, mình làm một đống hữu cơ nè, một đống cỏ nè đó. Mình hả, mình vô phân, mình vô phân cái mình tưới liền, vô phân cái tưới nước liền cái đầu cái cỏ này nè bà con. Cỏ thấy không, chém nè bà con thấy chưa, chém một lớp cỏ nè, nè đó bung ra như nè. À, bây giờ nó chém riết chừng nào cỏ lên hết nổi thôi, là đừng có xịt thuốc cỏ nữa nha bà con, để tự nhiên đừng có nhổ luôn nữa. Bây giờ người ta trồng cỏ trở lại đó, có cái phong trào ta trồng cỏ trở lại để giữ độ ẩm cho đất. Nhưng mà con thiệt là cái thiếu sót nha bà con, hỏi ra cái chém, hỏi ra cái xin lỗi bà con, hỏi ra cái xịt thuốc cỏ diệt tiêu mẹ rau, rồi cái thành ra đất nó chai, khô cằn, nó không có cái được cái lớp hữu cơ. Thứ hai nữa là bà con nuôi lục bình này, cái đám dừa lớn mình con, bà con mình review luôn cái đám dừa lớn và nhỏ luôn nè, chung luôn. Hôm nay cái mình đi ra ngoài vườn mơ nãy giờ, cái mình chụp nhớ tới cái bà con thân yêu của mình nè đó, cái dừa này dừa nhỏ là lẹt xẹt nè bà con ha. Đó đây dừa là dừa lớn nè bà con, thấy một đám lục bình tối trời không. Đó, cái mưa nhà lớn mà nuôi lục bình kinh thiên không. Đó, mày chuẩn bị giờ dọn cỏ nè, dọn cỏ đưa nó lên đó, là một lớp phân hữu cơ đây. Bà con thấy bồn dừa siêu trái chưa, tại sao mình không biết tạo hữu cơ? Mình hồi đó là mình chém
từ hồi mới trồng tới là mà nó có trái như vậy nè, gần 5 năm là không có xịt miếng thuốc cỏ, không có nhổ cọng cỏ, chỉ để chém thôi, chém cỏ thôi, mua cái máy cắt cỏ cho mình công dụng. Đây bà con thấy không nè, dụng cụ mình làm nha bà con nè, cái máy cắt cỏ nè, đó cái đồ nghề của mình ha bà con ha. Đó rồi cái trâu nè, cái mình cái này mình xài máy hai thì nha bà con nè, máy hai thì nè. Ý dạ, máy này mang lên chém thôi nè, chém mà riết cỏ mà con thấy không nè, đây nè, cứ khi chém mày đeo cái mắt kiếm vô cho đẹp trai nha bà con. À, chém nè, đó chém cỏ đã không, mình làm mình phải chăm chút từ ly từ tí, nói chung vừa mà mình phải bỏ công chăm sóc nó mới có cho mình ăn, cho mình thu hoạch. Bây giờ bà con trồng một mẫu ha, nhiều mấy hecta đi nữa bà con cũng từ từ cứ chém cỏ là không nổi, ngày nay làm chút mai làm chút, biết là cái đất mà không có gì mà bằng cái phân cỏ mà để tự nhiên bằng cái hữu cơ bằng cỏ này cho bà con. Rồi bà con ha, có tiền bà con mua thêm phân bò có gì vậy con rải đại ra, đã nhuyễn ra hết, từ từ sau này đất xốp đất đen thui luôn. Ây chà, trước khi mình giải vấn đề chính, mời bà con uống với mình Nguyễn một trái dừa Mã Lai đít bầu đó, dừa đã thành phẩm ha. Nói chung bà con cũng nông na, nhiều khi cũng trồng được cái dừa cũng đây nè, 19 tháng nè, nó có lưỡi mèo đây nha bà con. Đó, cái dàn dừa bên kia là có lưỡi mèo đó, nè mình chém cỏ bên đây nè. Mời bà con uống nước dừa của Minh Nguyễn nha. Đây là đồ lông đào, đọc yếm dừa luôn. Chia sẻ cho bà con cách trồng dừa luôn cái cây, làm công hai chuyện nè. Đây mình sẽ là mình làm cho bà con một cái cây dừa nè, cho nó đẹp luôn nè. Bà con thấy cây dừa không, dừa chém cỏ mà dừa thực hình nè, cho bà con thấy một cái cây gì mà cái kỹ thuật mình làm yếm dừa nữa nè. Mình chỉ này chỉ kỹ cận chỉ kỹ lưỡng cho bà con làm một cây dừa cho đẹp luôn. Đây là cái dụng cụ quay phim của mình nha, máng này trước đã. Quá ê hề quá ha bọc ha. Đây, mang này đi. Đó. Bây giờ nè, nó dọn dẹp sạch sẽ này, gốc đây nha bà con. Để bình xăng, con bình xăng luôn nè, xăng này là để xăng pha nhớt rồi con, đỏ đỏ nè. Quá trời bùng bồ tào lao chơi nữa, nhảm nhảm nữa đâu coi. Đây. Nè, cái yếm nhiều, yếm mà yếm này mà con kéo ra hết, sạch sẽ nè. Đưa cái dao lên. Kịch. Rồi. Xét. Xét. Rồi kéo lên, này đây một nồi nha. Rồi cây nè, làm từ từ làm bà con nè. Kéo ra nè, đưa vô cái nắp nè, đó lên cái này nè, nè lọt ra theo đưa giá không nè, làm lát cây dừa đẹp cực kỳ luôn á. Mình không làm nhìn cái dừa thấy ớn lắm, đừng làm rồi cái dừa thấy mất mát là được. Trẻ mà con làm đại lên cái trên đây luôn, đâu có sợ gì đâu nè, kéo đại luôn nè bà con nè, đưa vô cái dao vô nè, cực kỳ bén mút, kéo ra đụm nè, thấy không, lên. Bà con làm cũng khéo khéo đừng cho nó chạy nha bà con nè, đưa cái mũi dao vô nè bà con, tay này chịu nè, đẩy đẹp lên kéo ra đẹp đó, xong ngay nè rồi bắt thanh lên rồi, như xong rồi đó, bà con lên tới trên luôn. Nó có thấy không? Nó cái dừa đẹp chưa? Đẹp trai là được thấy không? Chưa xong đó. Nó phát thanh lên rồi, mình không dám làm nhiều quá, sợ nó bị bản quyền nữa nè. Nè cái dừa này hả, mình cũng làm rồi nè bà con nè. Làm luôn tới trên đọt luôn. Nè bà con thấy không? Luôn tới trên đọt luôn nè.
Rồi mình sẽ quay, bây giờ mình lấy cái đồ trong này, cái máy mình chém cỏ cho bà con thấy luôn ha bà con. Chia sẻ cho bà con cách để tạo cỏ, làm chém cỏ, làm hữu cơ luôn. Đó. Nè, mình sẽ chém cỏ luôn khúc cho bà con thấy luôn. Nghĩa là trường chém cỏ nha. Có không nè. Đơn giản mà con. Nè, mình ra ngoài kia để trong trống cho mình quay cho bà con, không còn mặt chém này nha bà con. Có cái bà con có chém vậy mà ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia có riết thành ra cái ruộng mình một lớp hữu cơ luôn đó bà con. Để làm ruộng phải chịu cực, để làm vườn phải chịu cực bà con. À, mình sẽ qua cho bà con mình chém khúc nè, rồi mình tắt nha bà con. À, thấy không, nếu mà bà con kiếm này bà con có được ủng á em đâu. Bà con nếu mà cô chú nào lớn tuổi á, đừng có xài cái lưỡi này, xài có cái ổ bắt cơ, ổ cước á, chém bằng dây cước á bà con, nó rất là khỏe, nó không ảnh hưởng tới cái, nó không nguy hiểm, nó không ảnh hưởng tới cái giò gắn mình. Cước á, cước nó có ổ, ổ cước nó nằm trong ba, có ba mấy bốn chục ngàn ổ à. Bà con đưa vô đó cái bằng kéo ra bà con chém ok lắm. Trước khi bà con chém cỏ như nè, bà con vô phân, rải phân vừa này, bà con rải phân được nè. Rồi mình có phải déo mình rải phân bà con. Rải phân xong cái bà con chém. Bây giờ rải phân xong bà con tưới một cái cho ướt cho nó rút phân xuống, bà con chém cỏ nè. Cái đầu cái lớp cỏ này nó phủ lên cái lớp phân mà mọc phân nó không bốc hơi. Nè, lấy nó trị nó rồi bà con nè, mình mới chém cái bà con thấy không nè.
cực kỳ hiệu quả không đó, và mình chém nhìn cái thoáng không đó, cái đất mình nó không có rẻ nữa, nó sấp sạp luôn, càng ngày càng tốt. Còn bà con mà không có để cỏ rồi bà con xịt thuốc cỏ, nhìn cái đất nó dễ giặt à. Nè đây mình quay cho bà con cái vườn dừa của mình bên kia kìa, giờ trái chơi bà con sáng còn nhìn thấy trái viền đỏ luôn đó, làm dừa của mình Nguyễn này nha. Đó, này mình quay bên đây, quay ngược lại. Chá quá bà con. Ở gần phóng lên đó, bà con thấy không? Phóng lên coi. Trái vàng hết luôn, bà con thấy không? Đó. Đây, mình chỉnh cho độ tối là cái cây. Đó. Phóng to lên. À, bà con thấy chưa? Thấy nắng mà con nhìn thấy nó cái màu trời nó vàng đó, bà con thấy trái quằn quại không? Đó. Kinh thiên chưa? Nguyên cái đám dừa của Minh Nguyễn đó. Cho bà con thấy nè, đụng cho bà kinh bên kia luôn. Đó, tối tăm chưa? Rồi thu hồi lại nè, còn đây là cái đám ruộng bỏ trống nè, có ai mua đất về đây gần Minh Nguyễn không, có đại gia nào về đây không, đất này 3,5 công nè, kêu tỷ 2 đó, lượm quất cái vườn dừa luôn gần Minh Nguyễn luôn, hai bên tối chiều đó uống nước trà là phải chơi nè, có đại gia nào về đây không, kêu tỷ 2 mà 3,5 công đó. Cái nè, cái lưỡi mèo đâm ra thấy ghét không bà con thấy không nè, mà cho bà con thấy cái lưỡi mèo nó đâm ra, cái lưỡi mèo nó liêm ơi mèo gió nè, quéo là tan quéo, mình không lục yếm cái nó lên không nổi nè bà con thấy không, đâm nó chọt xéo rồi nè, bà con thấy không, đây chầm chọt xéo nè, mình không làm yếm cái nó ra đâu nổi, bởi vì cái dừa lớn cũng vậy bà con, không lục yếm là cái lưỡi mèo nó ra không có thẳng, cho nên nó mất cái sức sống, nó ra vậy bà con thấy yếu không. Mình mẹ nó 19 tháng có lưỡi mèo, 19 tháng nó chứ đâu có mình đâu có nó dốc đâu. Nè cái vườn dừa nè, dốc nè. Dốc chưa được một gang tay, cái lóng dưới nó chưa được gang tay nữa nè. Thôi bây giờ mình tới đây cũng hơi dài rồi bà con ha, cũng chào bà con. Chúc bà con xem video thư giãn cùng Minh Nguyễn nha bà con. Video này mình cũng tí tính chất là mình cùng Minh Nguyễn đang chia sẻ cái niềm vui ở nhà vườn nha bà con, chứ mình không có nói gì, mình không theo phan gì nha bà con nè. Đó, dừa này là 19 tháng nè, dừa 19 tháng bà con thấy không, còn dừa này đây, dừa nó ra cho trái là tháng 5 tới là 5 năm nguyên vàng dừa mình luôn, nguyên vàng dừa tên kia luôn, đó 5 năm cho bà con. Rồi thôi mình cũng xin chào bà con nha.